Nhân tiện đây con cũng xin có một câu hỏi giúp cho một ban hộ niệm và sau đó con sẽ chuyển đến cho mấy cô Diệu Lan chuẩn bị ạ. Kính thưa lão cư sĩ Diệu Âm, ban hộ niệm có một vị đồng tu rất tinh tấn, buông xả rốt ráo, nhưng có một chướng ngại là ở chung với người con trai. Người con trai vẫn cho mẹ tu hành mà không cử ngũ tâm. Cô ấy khuyên con của cô nhưng không được. Con cô ấy nói với mẹ, mẹ tu thì mẹ không ăn, kệ mẹ. Con không tu, con ăn có sao đâu. Như vậy có chướng ngại về việc vãng sanh của cô ấy không à? Con nhờ là cư sĩ Diệu Âm giảng dạy cho cô ấy thêm để cô ấy hiểu. Hiện nay cô ấy cũng đang có tham gia trên đường Zoom vì ban hộ niệm chúng con cũng hết lời khuyên rồi à. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Trường hợp này nhiều lắm chư vị ơi. Con cái không nghe lời cha mẹ dạy, cha mẹ tu, con cái chống đối là chuyện vô cùng thường. Thì con cái chống đối không nghe lời cha mẹ là một chướng nặng, nhưng không phải là quyết định con đường vãng sanh của chính mình. Hãy nên nhớ cho kỹ, Phật dạy vãng sanh hay bị đọa lạc là do chính tâm nguyện của người đó, tức là đương sự đó. Như vậy thì mình thấy con cái mình không kiêng cử ngũ tâm mà mình lo, mình buồn, mình sợ, mình sệt, mình giận, mình được, thì cái nạn nó chồng lên nạn. Nếu mình thấy mình khổ, mình sợ, mình giận, mình hờn thì ắt nạn càng thêm nặng, không ích lợi gì. Như vậy biết mình rằng là trong nhiều đời nhiều kiếp mình tạo ra chướng duyên cho con cái, bây giờ đã trở về trong gia đình của mình, nó tạo thành mối oán hận, tìm cách ngăn trở việc siêu sanh của mẹ, thì mình chính mình lo thành tâm sám hối đi. Tại vì trong vô lượng kiếp con tạo ra quá nhiều ác nghiệp, tất cả đều do bởi tham sân si. Nay con thành tâm sám hối, đem công đức hồi hướng cho những đứa con này, cầu mong Phật lực gia trì cho chúng nó ngộ ra con đường giải thoát. Cùng với con niệm Phật, mình chỉ thành tâm như vậy và mình nhìn thấy cảnh tượng coi như là nghịch duyên như vậy, mình quyết chí hơn, mình thành tâm hơn. Con cái nói à, mẹ tu thì mẹ ăn, con không tu con không ăn có sao đâu, thì mình lấy cái lời này mà xử sự cho chính mình. Vậy thì các con ơi, mẹ quyết lòng về vãng sanh Tây phương cực lạc. Cực lạc, con đừng chống đối mẹ, con đừng có cản trở mẹ, con hoan hỷ cho mẹ, mẹ cũng hoan hỷ cho con dùng chất ngũ thân. Nhưng mà mẹ nói rằng đây là lời Phật dạy sẽ không tốt cho con. Mẹ đi về Tây phương dẫu con là hình thức như thế nào vẫn là con của mẹ. Mẹ quyết lòng tìm cách cứu con, thành tâm mà nói để hóa giải đi, chứ không biết làm sao. Diệu Âm nhắc lại, con cái không vâng lời là một trở ngại, nhưng không phải là quyết định đường vãng sanh của chính mình. Đạo Phật chúng ta là đạo duy tâm, đi thẳng vào tâm của mình mà Ngài cứu độ mình. Còn nếu mình nghĩ rằng à, con mình không đi vãng sanh thì mình phải ở lại theo con, thì Phật đành chịu thua. Lúc đó chúng ta đã tạo cảnh vô duyên với vật. Như vậy thì mong chư vị càng trở ngại chừng nào càng quyết tâm chừng đó, chư Phật, chư Bồ Tát, chư hộ pháp sẽ giúp đỡ cho chư vị để cho thuận buồm xuôi gió vãng sanh vậy. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, chúng con thành tâm cảm niệm công đức là